Vingroup xây dựng công viên 1 tỷ đô la Mỹ tại Hải Phòng. Sau khi hoàn thành, dự án công viên chủ đề VinWonders Phú Yên được kỳ vọng trở thành công viên lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn Vingroup và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án công viên chủ đề có giá trị đầu tư lên tới 1 tỷ đô la Mỹ vào sáng ngày 21 tháng 6 2020 tại đảo Phú Yên, Hải Phòng. Đây là dự án nằm trong quần thể dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Phú Yên. Dự án VinWonders Phú Yên có vị trí hưởng chọn thiên nhiên sinh thái của ba dòng sông lớn bao gồm Bạch Đằng, Ruột Lợn và sông Cấm, là khu vực có hệ sinh thái hiếm có, kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm thành phố và vùng lân cận. Công viên VinWonders Phú Yên được xây dựng theo mô hình công viên chủ đề với 6 phân khu chức năng giải trí trong nhà và ngoài trời, được xây dựng trên tổng diện tích 50 ha. Trong đó có nhiều hạng mục sẽ tạo nên kỷ lục Việt Nam. Các khu vui chơi giải trí này phục vụ mọi lứa tuổi, hướng tới những trải nghiệm hướng tới giáo dục chuyên biệt về khoa học, thể thao, thực tế ảo. Thế giới Coaster, phân khu trò chơi cảm giác mạnh đầy thử thách sẽ được bố trí tại khu vực trung tâm với tất cả những loại tàu lượn hiện đại và tốc độ cao. Công viên nước ngoài trời được thiết kế giao hòa với ba con sông lớn bao quanh đảo. Ngoài ra, VinWonders Phú Yên còn có công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari với nhiều loại thú quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó là các khu mua sắm, thế giới ẩm thực sầm uất và đa dạng dành cho du khách. Đây là một trong 4 dự án công viên chủ đề mà tập đoàn Vingroup triển khai trên cả nước. VinWonders Phú Yên là dự án đầu tiên ở phía Bắc được xây dựng với sự cố vấn và thiết kế của những đơn vị uy tín hàng đầu thế giới. Khi công viên đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ đem lại sự phát triển du lịch vượt bậc cho Hải Phòng. Bình An, Nhịp sống kinh tế, Đồng Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng, đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán .net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Việt Nam có Vinbus, nay lại thêm Mercedes-Benz. Ước mơ về những thành phố xanh không còn xa. Theo thông báo mới nhất đăng tải trên trang web của tập đoàn Daimler, công ty ô tô Trường Hải Thaco chính thức trở thành nhà phân phối dòng xe bus của Daimler tại thị trường Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6 2020, Thaco trở thành nhà phân